Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ 6 ngày 19 tháng 2, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các chốt kiểm soát ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh. Bệnh nhân COVID-19 số 2334 không phải là ca bệnh ở Hưng Yên. Huyện Yên Mỹ tăng cường quản lý chặt người từ địa phương khác tới Hưng Yên. Các doanh nghiệp chủ động sản xuất gắn với phòng chống dịch. Các dự án giao thông triển khai ra quân thi công từ những ngày đầu năm. Gặp gỡ những đảng viên lão thành tiêu biểu. Quý vị và các bạn, sáng nay, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các chốt kiểm soát ở huyện Phù Cừ, nơi tiếp giáp với tỉnh Hải Dương. Cùng đi có các đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, Đại tá Nguyễn Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Hiện trên địa bàn huyện Phù Cừ có 3 chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19, gồm chốt kiểm soát Cầu Tràng, xã Quang Hưng, chốt kiểm soát xã Nhật Quang và chốt kiểm soát xã Nguyên Hòa, nơi giáp danh với huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương và huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Tại các chốt có các lực lượng công an, quân đội, y tế làm nhiệm vụ đảm bảo chia làm 3 ca trực 24/24 giờ. Kiểm tra phòng chống dịch COVID-19 tại chốt kiểm soát phòng chống dịch Cầu Tràng, xã Quang Hưng và chốt kiểm soát phòng chống dịch xã Nhật Quang, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ yêu cầu các lực lượng được phân công trực chốt phải khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó phải kiểm soát nghiêm chặt chẽ, đúng quy định phòng chống dịch đối với các trường hợp ra vào tỉnh và xử lý nghiêm mọi trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Đối với các phương tiện vận tải ra vào tỉnh phải kiểm soát chặt chẽ. Đối với phương tiện vận tải hàng hóa đến Hưng Yên từ vùng có dịch, chỉ cho phép mỗi xe có một lái xe được phép vào Hưng Yên khi có đầy đủ giấy tờ về nhân thân, hàng hóa, khai báo y tế. Sau khi kiểm tra, động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã đi kiểm tra công tác sản xuất nông nghiệp tại huyện Phù Cừ. Vụ xuân năm nay, huyện Phù Cừ gieo cấy khoảng 3.600 ha. Đến nay, nông dân đã xuống đồng gieo cấy được khoảng 50% diện tích và phấn đấu hoàn thành gieo cấy trong tháng 2 này. Tại các điểm đến kiểm tra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ biểu dương công tác chỉ đạo sản xuất của lãnh đạo huyện Phù Cừ, cũng như việc kịp thời lấy nước đổ ải, làm đất, phục vụ việc gieo cấy và triển khai việc gieo cấy đúng cho khung thời vụ. Kiểm tra thực tế tại thửa ruộng của anh Vũ Văn Lân ở thôn Nhật Lệ, xã Nhật Quang, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ đã động viên và tặng quà những người nông dân đang gieo cấy trên cánh đồng. Đồng chí lưu ý các hộ nông dân nhanh tay gieo cấy cho kịp khung thời vụ, đồng thời kết hợp việc chăm bón để lúa xanh tốt, đạt năng suất cao. Cũng trong sáng nay, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đi kiểm tra hoạt động các chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Ân Thi và thị xã Mỹ Hảo. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến kiểm tra 2 chốt trên địa bàn xã Phù Ủng, huyện Ân Thi và 2 chốt trên địa bàn xã Hưng Long và xã Ngọc Lâm, thị xã Mỹ Hảo. Đây đều là những điểm giáp danh và có đường thông sang tỉnh Hải Dương. Tại các điểm đến kiểm tra, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận động viên các thành viên làm việc tại các chốt trong thời gian qua. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, huyện Ân Thi, thị xã Mỹ Hảo là 2 địa phương giáp danh với tâm dịch Hải Dương, nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19 cao. Vì vậy, cần có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cho công tác phòng chống dịch. Trong đó, các chốt kiểm soát có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc ngăn ngừa sự lây lan. Đồng chí yêu cầu với tất cả các tuyến đường tỉnh, huyện, xã thông sang tỉnh Hải Dương, ngoài việc lập chốt, các địa phương phải có rào tạm, cùng với đó kiểm tra chặt chẽ người và các phương tiện đi qua. Đối với người tỉnh khác, bắt buộc phải có giấy xét nghiệm chứng nhận âm tính với COVID-19 theo quy định. Các lực lượng làm việc tại chốt phải đảm bảo chế độ trực 24/24 giờ, kiên quyết thực hiện nghiêm theo tinh thần chỉ đạo của Ban chỉ đạo các cấp. Đồng chí yêu cầu Ban chỉ đạo các huyện giao các xã trực tiếp đến làm việc quán triệt và yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn ký cam kết nhận sử dụng lao động về làm việc trở lại theo quy định của tỉnh.
Trước mắt, tạm dừng tiếp nhận lao động đến từ tỉnh Hải Dương và những vùng có dịch. Các lao động của địa phương trở về từ vùng dịch phải thực hiện khai báo y tế và cách ly theo quy định. Theo dõi cập nhật diễn biến dịch bệnh, đồng thời có kịch bản sẵn sàng ứng phó, xử lý kịp thời những bất chắc xảy ra. Sáng 19 tháng 2, tỉnh Hưng Yên tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc do Bộ Y tế tổ chức về triển khai các biện pháp trọng tâm phòng chống dịch COVID-19. Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết sẽ cần khoảng 150 triệu liều vaccine COVID-19 để đảm bảo tiêm đủ cho người dân. Trong đó, ngay trong năm 2021 sẽ có 60 triệu liều được nhập về Việt Nam. Khi có vaccine, chúng ta mới có thể triệt để phòng chống dịch COVID-19 và tái khởi động nền kinh tế. Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương chú ý đến việc chuẩn bị các khu cách ly tập trung đảm bảo an toàn, không để xảy ra lây nhiễm chéo. Từng khu dân cư phải kiểm soát dịch đến cấp độ hộ gia đình. Do chủng mới có khả năng lây lan nhanh, nên các địa phương phải nâng cao năng lực xét nghiệm và có phương án điều trị cụ thể. Đến thời điểm này, 12 trên 13 tỉnh thành cơ bản khống chế được dịch COVID-19, còn riêng tỉnh Hải Dương vẫn có những diễn biến phức tạp. Nhân dịp này, Bộ Y tế cũng giới thiệu hệ thống quản lý khai báo y tế bằng mã QR code để người dân thuận tiện hơn trong việc khai báo. Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hưng Yên, bệnh nhân có mã số 2334 là ca bệnh của tỉnh Hải Dương có lịch trình di chuyển trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Bệnh nhân COVID-19 số 2334 cư trú ở khu đô thị Việt Mỹ, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, làm công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Fuji Backlit ở khu công nghiệp Thăng Long 2, Hưng Yên, được Bộ Y tế công bố chiều tối qua là ca bệnh của tỉnh Hải Dương, không phải ca bệnh của tỉnh Hưng Yên. Đến nay, tỉnh Hưng Yên vẫn chỉ ghi nhận 3 ca bệnh ở thôn Từ Hồ, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, bệnh nhân 2060, 2062, 2063, và đã sang ngày thứ 11 không phát sinh thêm ca bệnh mới. Còn bệnh nhân 2334 đã được công ty trách nhiệm hữu hạn Fuji Backlit cho nghỉ việc ở nhà từ ngày 1 tháng 2, khi được phân loại là đối tượng F2 do tiếp xúc với F1 là hàng xóm ở nơi cư trú tại tỉnh Hải Dương. Bệnh nhân được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Đa khoa Rẽ, tỉnh Hải Dương và đang điều trị tại bệnh viện này. Ca bệnh được tỉnh Hải Dương thông báo cho tỉnh Hưng Yên ngày 18 tháng 2. Tỉnh Hưng Yên đã khẩn trương truy vết cách ly, lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp liên quan đến bệnh nhân 2334. Đến nay, đã có 9 trường hợp F1 có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, công nhân từ các địa phương khác trở lại Hưng Yên làm việc. Hiện tại, các xã thị trấn trên địa bàn huyện Yên Mỹ đang tập trung thực hiện nhiều biện pháp, quản lý chặt chẽ các đối tượng này, hạn chế dịch bệnh lây lan. Ngay từ ngày mùng 3 Tết, trạm y tế xã Giai Phạm đã đón tiếp, hướng dẫn công nhân từ các địa phương khác trở lại Hưng Yên làm việc khai báo y tế. Từ ngày mùng 5 Tết đến nay, lượng người ngày càng tăng, có những thời điểm để tránh tập trung đông người, nhân viên y tế phải phát phiếu để người dân khai báo tại nhà. Đối với các cái công nhân từ vùng dịch về thì phải cách ly tập trung và tự trả phí. Trước mắt thì trong cái quá trình báo cáo và đợi chỉ đạo thì chúng tôi vẫn yêu cầu tất cả các cái công dân đến thì phải cách ly nghiêm túc ở tại nhà. Không thì chúng tôi sẽ cho lực lượng và xử lý theo quy định. Sau kỳ nghỉ Tết, lượng công nhân ngoài tỉnh trở lại làm việc ngày càng tăng. Đến trưa nay, ngày 19 tháng 2, tại một số xã như Giai Phạm đã có hơn 2.100 công nhân khai báo y tế, Nghĩa Hiệp có 710 người, Lưu Xá có 368 người. Tất cả các đối tượng từ vùng có dịch đều được yêu cầu cách ly tại phòng trọ. Các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân, đặc biệt là các chủ trọ, phát huy tinh thần giám sát, tố giác những đối tượng không thực hiện khai báo y tế, thực hiện cách ly theo quy định. Ngay từ cái buổi đầu là ngày mùng 6 Tết đến làm việc, chúng tôi đã tiến hành cho cách ly toàn bộ những cái người mà ở từ vùng dịch Hải Dương đến khai báo, không cần biết là bạn ở tâm dịch hay là ở đâu, mà tất cả các huyện thị mà cứ ở Hải Dương về là chúng tôi đã phải cho cách ly ngay, phối hợp với bên công an xã và các cái lực lượng ở tại các thôn, đặc biệt là phối hợp với những chủ nhà trọ là khai báo toàn bộ những cái đối tượng mà trú trọ trong cái hộ gia đình của người ta về số lượng người, về phòng trọ. Ngoài 8 chốt phong tỏa địa bàn xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, có 2 chốt tại các cửa ngõ vào huyện, trong đó 1 chốt tại xã Nghĩa Hiệp và 1 chốt tại xã Lý Thường Kiệt. Thực hiện công văn 314 của Ủy ban nhân dân tỉnh, 2 chốt này tăng cường nhân lực kiểm soát chặt chẽ các phương tiện ra vào, đặc biệt là các phương tiện từ tỉnh Hải Dương.
các cái phương tiện biển kiểm soát tỉnh Hải Dương thì chúng tôi đặc biệt quan tâm hơn, yêu cầu đo thân nhiệt, khai lịch trình di chuyển, có lịch trình di chuyển từ Hải Dương. Chúng tôi yêu cầu các phương tiện đó sẽ phải quay đầu, quay trở về Hải Dương. Lực lượng còn hơi mỏng nên là cũng không phải cố gắng nhiều. Song song với quản lý người từ địa phương khác, các xã thị trấn trên địa bàn huyện Yên Mỹ đang khẩn trương truy vết các đối tượng liên quan đến bệnh nhân 2334 làm việc tại khu công nghiệp Thăng Long 2. Thưa quý vị và các bạn, sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán đến nay, hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã bước vào sản xuất trở lại, mong một năm có nhiều thuận lợi cho sản xuất kinh doanh. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 ở một số tỉnh, thành phố giáp với Hưng Yên, vì vậy công tác phòng chống dịch được các doanh nghiệp đặc biệt coi trọng. Sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán thì trong sáng ngày 6 Tết, hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã bắt tay vào sản xuất trở lại. Một trong những vấn đề được các doanh nghiệp hết sức quan tâm là công tác phòng chống dịch cho người lao động đến làm việc để thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế xã hội vừa chống dịch. Do hai huyện Yên Mỹ và Khoái Châu vẫn trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch nên tất cả lao động làm việc tại công ty cổ phần Thuận Đức trên địa bàn huyện Kim Động vẫn được tiếp tục cho nghỉ nhưng không ảnh hưởng đến quyền lợi và các chế độ liên quan. Khi hết nguy cơ lây nhiễm dịch sẽ trở lại công ty làm việc bình thường. Trong khi tại các bộ phận làm việc ở nhà máy, công tác phòng chống dịch được doanh nghiệp hết sức coi trọng theo khuyến cáo 5K của ngành y tế. Thực hiện theo đúng chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ cũng như là cái thông báo 30 của Ủy ban dân tỉnh, thì ngay từ ngày đầu đi làm chúng tôi đã yêu cầu khai báo y tế 100% để sàng lọc đối với các cái lao động mà đến từ các cái vùng dịch và các cái đang là cái ổ dịch thì chúng tôi sẽ tạm chưa tiếp nhận lao động. Thứ hai nữa là đối với các cái lao động mà đã đi đến các cái địa phương mà nơi đã có cái vùng dịch thì chúng tôi sẽ lập danh sách để lên cái phương án để tổ chức xét nghiệm. Tất cả lao động trở lại làm việc đều được doanh nghiệp này bắt buộc phải khai báo y tế chi tiết. Đối với những lao động đến từ vùng có dịch tiếp tục được thông báo nghỉ để rà soát phối hợp với các cơ quan chức năng xét nghiệm, bảo đảm đủ điều kiện theo các hướng dẫn quy định của tỉnh Hưng Yên trước khi trở lại công ty làm việc. Thì công ty chúng tôi đã rà soát toàn bộ cán bộ công nhân viên đi làm hôm nay là chỉ cho khoảng 50% cán bộ công nhân viên đi làm. Và thứ hai là rà soát và khai báo y tế với những người ở quanh khu vực tỉnh Hưng Yên. Có người ở xa đến là yêu cầu là có khai báo y tế đối với xã, nơi thuê trọ, nơi ở của bộ công nhân viên. Và đến công ty là đều khai báo y tế và kiểm tra thân nhiệt hàng ngày. Do tiếp giáp với tỉnh Hải Dương đang là ổ dịch lớn nhất cả nước, có nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng. Vì vậy, nguy cơ Hưng Yên lây nhiễm dịch là rất lớn, đòi hỏi công tác quản lý, khai báo y tế đối với những lao động ở vùng giáp danh phải được từng doanh nghiệp và địa phương hết sức coi trọng. Vì không ít công nhân đang ở trọ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên nhưng làm việc ở Hải Dương và ngược lại. Sau khi đầu tư hoàn thiện công nghệ mạ tôn theo tiêu chuẩn châu Âu, công ty Tôn Hòa Phát nằm trong khu công nghiệp Phố Nối A đã xuất khẩu được nhiều đơn hàng đi châu Âu, châu Mỹ. Qua gần 2 tháng đầu tiên của năm 2021, công ty đã xuất khẩu được 22.000 tấn tôn mạ kẽm, tôn mạ lạnh, thép lá mạ sang thị trường Bỉ, Tây Ban Nha và một số nước ở châu Mỹ. Giữa lúc hoạt động của các doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, thì những đơn hàng xuất khẩu ngay từ đầu năm là tín hiệu vui cho hoạt động của doanh nghiệp trong năm mới. Đến nay, Tôn Hòa Phát là doanh nghiệp sản xuất thép lá mạ duy nhất của Việt Nam, tự chủ động được nguồn nguyên liệu thép cuộn cán nóng sản xuất tại khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát, Trung Quốc. Đây là lợi thế để đẩy mạnh chiếm lĩnh thị trường trong và ngoài nước. Từ năm 2021, Tôn Hòa Phát đặt mục tiêu sản xuất hàng năm từ 300.000 đến 400.000 tấn, trong đó duy trì tỷ trọng xuất khẩu từ 30 đến 40%. Sau những ngày nghỉ Tết, thời điểm này là dịp cao điểm các làng nghề trồng quất cảnh xã Bình Minh, Đông Tảo, huyện Khoái Châu rộn ràng tấp nập không khí lao động đầu xuân cho một mùa vụ mới. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, đầu xuân, người dân nơi đây đã tiến hành trồng cây mới. Nhiều hộ cải tạo những cây trồng kém hiệu quả chuyển sang lai ghép mầm giống mới, có chất lượng tốt. Hiện bà con bắt đầu làm đất, cho vào bình và triển khai trồng mới. Làng nghề quất cảnh xã Bình Minh trồng trên 200 mẫu, trong đó có 160 mẫu quất cảnh phục vụ Tết Tân Sửu.
Cách đây khoảng 10 năm, ở Quế Châu đã hình thành các vùng chuyên canh cây ăn quả, cây cảnh với diện tích hàng nghìn hecta, như vùng cây có múi thuộc các xã Tân Dân, Dân Tiến, Đông Tảo, vùng trồng nhãn ở các xã Hàm Tử, Đông Kết, Bình Kiều. Đến nay, trên địa bàn có nhiều diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhân dân, như mô hình chuyển đổi trồng hoa cây cảnh cho thu nhập trung bình từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng một hecta một năm, mô hình sản xuất hoa chậu cây cảnh tại xã Bình Minh và xã Đông Tảo cho thu nhập 1,5 đến 2 tỷ đồng một hecta một năm. Nhận thấy nhãn thu hoạch sớm thường dễ bán và giá cả cao hơn nhiều so với nhãn chính vụ, nên nhiều nhà vườn trên địa bàn thành phố Hưng Yên đã áp dụng khoa học kỹ thuật điều khiển cho nhãn ra hoa sớm. Thành phố Hưng Yên có gần 1.000 hecta nhãn, tập trung nhiều tại xã Hồng Nam, Phương Triểu và phường Lam Sơn. Để nâng cao giá trị nhãn khi thu hoạch, ngay từ trong năm, một số nhà vườn đã áp dụng khoa học kỹ thuật điều khiển nhãn ra hoa sớm. Và đến nay, toàn thành phố đã có trên 100 hecta diện tích nhãn ra hoa, diện tích còn lại bắt đầu phát lộc và nhú giò hoa. Để nhãn ra hoa đậu quả đạt tỷ lệ cao, hiện các chủ vườn đang tập trung chăm sóc cắt tỉa cành vô hiệu, tưới đủ nước cho những diện tích nhãn đã ra hoa. Diện tích nhãn còn lại cần dựa vào các yếu tố như tuổi cây và mức độ sinh trưởng của cây để tiến hành các biện pháp chăm sóc, bổ sung dưỡng chất cho cây, như tập trung bón các loại phân bón hữu cơ hoai mục hoặc tưới nước phân chuồng ngâm lân hoặc các loại phân hữu cơ khác có nguồn gốc thực vật như đậu tương, ngô, phun bổ sung các loại phân bón qua lá loại chuyên dùng cho cây ăn quả có hàm lượng chất vi lượng, trong đó có nguyên tố bo cao để hạn chế rụng nụ hoa, tăng khả năng thụ phấn cho cây. Đồng thời, tiến hành phun thuốc diệt trừ các loại sâu qua đông như bọ xít, dẹp, dày vân nâu để bảo vệ lá và nụ hoa. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, các nhà thầu tập trung thi công các tuyến giao thông nhằm đảm bảo tiến độ cũng như nêu cao ý thức phòng chống dịch COVID-19 và an toàn cho lao động sản xuất. Trong đó có tuyến đường Vành Đai 5, vùng thủ đô Hà Nội từ huyện Phù Cừ tới quốc lộ 38B và cao tốc Hà Nội Hải Phòng dài gần 10 km, tổng mức đầu tư trên 300 tỷ đồng đang được thi công đoạn từ cống Quán Bạc huyện Ân Thi đến cây xăng Phan Xào Nam huyện Phù Cừ. Chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Đầu tư Công trình Giao thông Xây dựng tỉnh, nguồn vốn của Trung ương và Ngân sách tỉnh, đơn vị thi công là Công ty Cổ phần Đầu tư Thịnh Phát. Bên cạnh đó, nhiều tuyến đường cũng do chủ đầu tư, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quản lý cũng bắt đầu triển khai thi công. Được biết, năm 2021, tỉnh được bổ sung nguồn vốn trung hạn 2021-2025 của Trung ương và đối ứng của tỉnh để mở rộng thêm một làn đường các tuyến DT379, từ khu đô thị Eco Park huyện Văn Giang tới xã Dân Tiến huyện Quế Châu và đường đối hai cao tốc Hà Nội Hải Phòng với cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Phần tiếp theo chương trình thời sự, chúng tôi xin giới thiệu hai đảng viên tiêu biểu lão thành, những người không chỉ dành cả tuổi trẻ cống hiến cho quê hương đất nước mà hiện nay vẫn đang từng ngày từng giờ cùng mọi người chung sức chung lòng cống hiến sức mình cho mùa xuân của quê hương Hưng Yên ngày càng tươi đẹp. Ông Nguyễn Đức Dũng ở phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên là đảng viên 95 tuổi đời, 75 năm tuổi đảng, cán bộ tiền khởi nghĩa. Sau khi cách mạng tháng 8 thành công, ông trải qua nhiều lĩnh vực môi trường chiến đấu và công tác như làm thư ký cho Ủy ban Lâm thời thị xã Hưng Yên, chiến sĩ ti liêm phóng, tham gia chiến đấu suốt 9 năm kháng chiến chống Pháp, làm giáo viên tại Học viện Chính trị Quân sự, làm chính ủy Trung đoàn 66, tham gia kháng chiến chống Mỹ. Sau khi nghỉ hưu, ông tiếp tục tham gia làm chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh, chủ tịch câu lạc bộ hưu trí Bãi Sậy, bí thư chi bộ khu phố. Suốt cuộc đời, ông luôn đặt trọn niềm tin vào Đảng, vào Bác Hồ, luôn cố gắng chiến đấu, công tác, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ. Đối với tôi đấy, thì phấn đấu suốt đời cho đến bây giờ, cái mà tôi tâm đắc nhất mà vẫn lúc nào cũng suy nghĩ đó là niềm tin về Đảng, về chế độ. Mọi công việc gì của Đảng tôi đều làm được hết, tôi không nề hà một tí gì cả. Ở thôn Nho Lâm, xã Mai Động, huyện Kim Động, mọi người đều yêu quý và kính trọng ông Lê Văn Tuận, đảng viên 85 tuổi đời, 53 năm tuổi Đảng. Ông Tuận đã tham gia nhiều vị trí công tác tại Ủy ban Nhân dân xã Mai Động. Sau khi nghỉ hưu, ông có 15 năm làm bí thư chi bộ thôn. Ở vị trí công tác nào, ông Tuận cũng luôn gương mẫu, nhiệt tình, đặt lợi ích của người dân và tập thể lên trên hết.
Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, ông đã vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường và kêu gọi mọi người quyên góp được 80 triệu đồng làm đường của thôn. Bên cạnh đó, ông Tuận còn giỏi làm kinh tế, thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm với các hội viên trong hội trồng cây của thôn, của xã. Hiện nay, ông Tuận có gần 2 mẫu trồng rau, hoa, cây cảnh và cây giống, cho thu nhập mỗi năm trên 100 triệu đồng. Giữ đúng lời hứa của Đảng là vào Đảng, suốt đời phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân. Chính vì cái đó, cho nên hiện nay bây giờ là tất cả mọi công tác, mọi công việc là tôi đều gương mẫu để thực hiện cái lời hứa trước Đảng, trước dân. Ở tuổi xưa nay hiếm, đảng viên Nguyễn Đức Dũng và Lê Văn Tuận vẫn minh mẫn và hăng say lao động. Những cống hiến và tấm lòng của họ là tấm gương sáng để các con, cháu và nhân dân noi theo, góp sức cống hiến cho sự nghiệp chung của Đảng, sự phát triển của quê hương.